Xin chào tất cả các bạn. Là nên cái nhóm cùng cho nằm một hàng cà phê đã đắm. Và ấy là hàng nóng. Cứ xa khá nơi chất là bài thi để ăn. Chẳng ngày nên cứ nhóm thở một đắm cà phê. Chẳng ngờ của mọi một đồng trăm giúp tập viên tập đắm cà phê của các bạn. Mà chẳng ngờ cái lại này thở cú cứ miền phải chỉ bốn cái lại ngay chẳng là cái nơi này muối cực hàng khổm ha à, hiện hàng lửa tính hay hiện là thật nóng nhưng bên lại này chúng tiệt cường trang hàng nít hay là hàng lửa ok hàng lửa cứ nơi hàng nhập khó khắc tích này cứ nơi hàng nít muối hay là nơi hàng nít muối. Ok và nói chẳng là nhóm tâm ban cà phê một mét chẳng là ta bỏ dương bị cô mà hồ đó thầm nấy cứ về miền lia kiêu khá cứ về nơi chạy khá nói hay đôi khả này chẳng cứ miền khọp cà phê cà phê hay về miền khọp khá về chất túng năng về sơ tùm vậy ta sơ tùm trong viên đa kiêu khá hay là hột đo khả mộng nế cứ cá này là hột đo trong vì cứ đàm trùi bọc vía bà này chẳng cứ nhầm đạc khọp khá lại khá cứ khọp nực cháy hay này cứ miền đỏ mà khọp hay này cứ cá này ok chẳng nên đấy cứ sản phẩm này thực ra trong quy thuật sai vẫn được mới có họ lại là nhâm cà phê hay là việc chia sẻ sẻ chia chấn để đọc đi anh mà check out này các bạn. Nói buổi khăn khóm cứ chả đá cho tờ hơi nhầm thờ cú nở lại đi. Chẳng cứ nhọt mình lại chọn.
ấy ở sò này cứ sơ ta trứng cứ mà nồi trứng bỏ đặt đam cà phê là ngày hay mà lỡ mau vẫy và giúp nhóm finish pen được hàng này một tí đấy chẳng ở tỏ tiếp cứ nhóm nằm một pen ở lại nick mà đó là ngày chẳng nhóm bài chỉ thử đã chờ đà làm ok chẳng ở nhóm xong tất cả sau đấy hay chi tiết như là một pen được hàng nằm đó ok. Hiện đôi tí tuổi ra đôi tất cả đồ tất cả cổ đồ mà. Nhưng tầm bốn anh dân. Và chào.